Vào buổi sáng hôm nay, ở bên thành phố Mariupol, có một cái hy vọng hiếm hoi. Ở chỗ này có khoảng chừng 100 người phụ nữ và trẻ em được rời khỏi. Ở chỗ này kêu gọi là chỗ còn tệ hơn ở dưới địa ngục nữa. Đây là cái chỗ trốn bom ở bên trong hãng thép. Cần cả tầng, họ trốn ở dưới này bị nước Nga bắn liên tục tới. Có nhiều người dân và những người lính bị kẹt ở bên trong. Tôi rất là sợ khi đi ra ngoài để thở không khí. Cô ta sợ đưa lỗ mũi ra ngoài hử hơi thôi cũng sợ nước nha. Trong lúc này, họ được tự do, nhìn thấy mặt của họ đã đủ nói hết tất cả như thế nào và ở bên trong đó vẫn còn cả trăm người bị kẹt ở bên trong. Cộng luôn cái người mà 24 tuổi là chồng của cái cô Lewis ở trong đây. Chồng cô ta là một trong những người lính ở bên Ukraine. This corridor will include Ukrainian fighters. Trong lần này đưa những người ra thì trong đó không có cộng những cái người lính tráng của bên Ukraine. Theo cô ta nói, cho nên chúng tôi đây hỏi của United Nations cộng luôn của chữ thập đỏ. To help them. và hãy giúp đỡ cho những người ở bên trong chỗ này. Uh, someone should help them. Một người nào đó nên giúp đỡ cho họ để rời khỏi ở chỗ đó. Capital, a major show of from the US. Nói về ở ngay thủ đô của bên Ukraine, thì Hoa Kỳ đi qua đó để ủng hộ cho Ukraine đây là bà nancy một trong những người chức quyền cao của hoa kỳ đã qua tới đây từ hồi lúc chiến tranh tới ngay bây giờ đây là người chức quyền cao đã tới ở bên ukraine vào bữa thứ bảy vừa qua bà nancy cảm ơn ông tổng thống của ukraine đấu tranh cho về dân chủ và hòa bình và bà nói Hoa Kỳ sẽ đứng chung ghế bên yêu khoan cho tới khi chiến tranh chấm dứt. Lviv, kind of còn ở La Vi còn cộng thêm nữa một cái ngạc nhiên mới có những người ở Hollywood tới diễn thăm. Về của Hoa Kỳ thì cô Jolene đã tới. Đây là tự cô ta tới để viếng thăm. Và cô tới đây để gặp những cái người trẻ mà bị nạn về chuyện này. Còn ở bên bucha lời chia tay rất là xúc động. Đây là một người 85 tuổi vẫn còn sống sót và cái nhà của bơm vô đó bị hư hại chỗ này hồi trước rất là yên lành và hòa bình the end, the hospital, thì được chở vô trong nhà thương bị thương về cái nhà bị hư hại Điều không nổi rồi chết luôn. Hồi 1960 cô ta là một trong những người rất là nổi tiếng. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì những người gia đình và bạn bè của cô ta nói lời tạm biệt. Cô ta là một trong những người freedom fighter is Romania và bà vợ của ông tổng thống Hoa Kỳ sẽ đi tới Romania. Sẽ đi trong vòng 5 ngày những nước lân cận ở chỗ đó. Đi tới gặp những người lính bên đó của Hoa Kỳ cộng luôn những người tị nạn ở bên đó.